Hướng dẫn các bước nạp tiền vào nền tảng mạng xã hội Whistle để mua gói turbo quảng cáo và mua đậu tặng quà livestream. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video này thì mình tiếp tục chia sẻ với bạn về nền tảng mạng xã hội Whistle, Web3, Whistle, Blockchain. Nếu như bạn đang xem video mà bạn chưa biết tới nền tảng mạng xã hội Whistle này thì các bạn hãy đăng ký theo link và nhập mã mời của mình để cùng mình trải nghiệm nền tảng mạng xã hội mới có tích hợp Blockchain. Video hướng dẫn đăng ký và xác thực cũng như là thực hiện nhiệm vụ để mình có thể kiếm tiền ở trên Whistle thì mình cũng đã chia sẻ với bạn ở trên kênh YouTube của mình rồi. Nếu như bạn chưa biết thì bạn hãy click vào link video hướng dẫn mình để bên dưới phần mô tả của video này bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước để các bạn nạp tiền vào Whistle để mua gói turbo quảng cáo cũng như là mua đậu và ký quỹ để mở gian hàng trên Whistle. Nhấn vào mục thông báo này, ở trên điện thoại Android thì là mục thông báo, còn trên điện thoại iPhone thì sẽ là mục tin nhắn bạn nhé, thì nó cũng ở cái vị trí này. Đó, bạn nhấn vào đây thì sau đó thì bạn sẽ nhấn vào mục iWallet ở đây. iWallet là ví ở trên Whistle bạn nhé, có tích hợp ví Web3 Blockchain ở trên này. Đó thì hiện tại thì ví đang hỗ trợ mạng là BSC, BS20 thì bạn sẽ nạp USDT vào đây. Thì đây là cái địa chỉ ví USDT này, đồng USDT ở trên cái ví iWallet Whistle của bạn, thì với mỗi một người thì sẽ có một cái địa chỉ ví khác nhau. Thì để nạp được tiền vào đây thì bạn cần phải mua đồng USDT. Thì bạn sẽ mua USDT ở những cái ví hoặc sàn khác, sau đó thì bạn sẽ chuyển USDT qua cái iWallet này. Thì những cái sàn có hỗ trợ đó là Binance này, Zimetano này, hay là Onnet, hoặc là cái ví MetaMask bạn nhé. Thì những ví đó thì hiện tại có hỗ trợ mọi người chuyển USDT mạng BSC BEP20. Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước thao tác ở trên ví Onnet nhé. Thì Onnet là một ví của Việt Nam và mình cũng đã sử dụng rất là nhiều năm rồi và mình thấy rất là thuận lợi ở trên này. Và ví Onnet thì bạn có tiền thì bạn cho ở đây thì cũng được nhận lãi qua đêm. Đó, và chuyển đi cũng rất là nhanh. Thì bây giờ mình sẽ vào ví Onnet này để mình sẽ thao tác chuyển USDT qua ví iWallet này. Đây là ví Onnet bạn nhé. Nếu như bạn chưa có ví Onnet thì bạn có thể đăng ký thông qua link mình để bên dưới phần mô tả của video này. Và cái video hướng dẫn đăng ký và xác minh tài khoản thì mình cũng để bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn click vào để xem chi tiết các bước đăng ký cũng như là xác minh tài khoản Onnet. Sau khi mà các bạn đã có tài khoản Onnet rồi thì các bạn sẽ tiến hành nạp VNDC. Sau đó thì bạn sẽ mua USDT đúng không ạ? Để nạp mà VNDC thì bạn sẽ nhấn vào mục nạp VNDC ở ngay trên này nhé. Hoặc là bạn sẽ nhấn vào mục nạp đây. Đó, nhấn vào chỗ nào cũng được. Đó, sau đó thì mình sẽ nhấn vào nạp tiền này. Đến cái bước này thì sẽ hiển thị ra những cái tài khoản ngân hàng mà bạn đã liên kết này. Thì để mua được cái VNDC ở trên này thì bạn cần phải liên kết một tài khoản này. Thì trong video hướng dẫn đăng ký và xác minh tài khoản này thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn liên kết tài khoản ngân hàng rồi. Và nếu như bạn chưa biết thì bạn có thể là thêm tài khoản ở đây. Sau đó thì bạn sẽ thêm cái tài khoản ngân hàng mà bạn đang sử dụng nhé. Thêm các bước rất là đơn giản thôi. Ở đây thì sẽ có hai cái lựa chọn: mua trực tiếp và mua gián tiếp này. Bạn mua qua trực tiếp cũng được và mua qua đại diện kinh doanh cũng được nhé. Đối tác kinh doanh của Onnet thì giao dịch tối thiểu là 50.000 VNDC, còn giao dịch tối đa lên tới 250 triệu nhé. Ở đây thì bạn sẽ mua VNDC này bằng cách chuyển ngân hàng đúng không? Thì bạn sẽ mua, sau đó thì bạn sẽ thực hiện các bước ở đây thôi. Thì video hướng dẫn nạp VNDC vào Onnet thì mình cũng để bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn nếu chưa biết thì các bạn hãy click vào xem video đó để biết được cách nạp VNDC lên ví Onnet nhé. Thì trong video này thì mình sẽ không nạp bởi vì là mình đã có đồng USDT trên này rồi. Đó, thì sau khi mà các bạn nạp VNDC thì bạn sẽ tiến hành quy đổi VNDC qua USDT nhé. Đây, để quy đổi thì bạn sẽ quay trở về này. Bạn quay trở về trang chủ này. Sau khi mà bạn đã mua đồng VNDC thì nó sẽ hiển thị cái đồng VNDC của bạn ở dưới này nhé. Trong trường hợp mà không có thì bạn sẽ nhấn vào dấu cộng đây này. Sau đó thì bạn sẽ tìm đến VNDC rồi bạn sẽ thêm vào đây. Ví dụ như không có đây đúng không? Đây là không có nhé. Bởi vì mình đã tắt đi rồi. Đây này. Thì bạn sẽ nhấn vào dấu cộng đây. Sau đó thì bạn sẽ tìm đến đồng VNDC. Đây là đồng tiền mặc định của Onnet nhé. Khi bạn mua xong thì nó sẽ có VNDC này. Và khi đã mua VNDC rồi thì bạn sẽ chuyển VNDC qua USDT. Để chuyển VNDC qua USDT thì bạn sẽ nhấn trực tiếp vào đồng VNDC ở đây. Sau đó thì bạn sẽ nhấn vào quy đổi đây nhé. Nhấn quy đổi này. Đó, thì ở đây này sẽ quy đổi từ VNDC qua USDT. Mặc định nó là từ USDT qua VNDC thì mình sẽ nhấn vào cái nút tên đảo chiều đây. Thì nó sẽ chuyển đổi là VNDC qua USDT nhé. Đây là biểu tượng của USDT ở trên Onnet này. Đó, thì bạn chuyển bao nhiêu thì bạn chuyển, đúng không ạ? Thì ở đây thì ví dụ ở đây nhé, mình không đủ bởi vì là quy
đổi tối thiểu là phải là 50.000, thì bạn sẽ nhấn cái số lượng VNDC bạn muốn quy đổi vào đây, thì nó sẽ ra cái đồng USDT ở đây nhé. Sau đó thì bạn sẽ nhấn vào quy đổi bên dưới này, đó thì nó sẽ quy đổi từ đồng VNDC qua USDT theo tỷ giá hiện tại của bạn luôn, theo tỷ giá hiện tại nhé. Đó, như vậy là mình đã có đồng USDT đúng không? Ở trên này thì mình đã có đồng USDT rồi, nên là mình cũng không mua và mình cũng không quy đổi thêm. Đây, thì mình đã có đồng USDT bên dưới này đúng không? Khi mà có USDT rồi thì mình sẽ nhấn gửi đi thôi. Để gửi thì bạn sẽ nhấn vào đồng USDT này và nhấn vào USDT đây nhé. Nhấn trực tiếp vào. Trong trường hợp mà chưa có đồng USDT ở đây thì bạn sẽ nhấn vào dấu cộng này. Rồi sau đó thì bạn sẽ tìm đến đồng USDT, rồi bạn sẽ bật cái tích này lên nhé. Đó, mình sẽ nhấn trực tiếp vào USDT. Thì sẽ ra cái màn hình như thế này, thì bạn sẽ kéo xuống dưới một chút này, bạn kéo xuống dưới. Đây thì sẽ có cái lệnh gửi đây nhé, lệnh gửi này, bạn nhấn vào gửi. Sau đó thì bạn sẽ chọn mạng, mạng là mạng BEP20 nhé, BEP20 này, BNB Smart Chain, bạn chọn đúng cái mạng này. Tiếp theo thì bạn sẽ chọn số lượng, ở đây thì mình sẽ gửi đi là 30 nhé, 30 cái USDT. Bởi vì giá hiện tại một đồng tốc là 0,27, gần 0,28 thì nhân với 100 lên thì nó sẽ khoảng là 28 đô đúng không? Thì mình sẽ chuyển là 30. Ở đây thì mình sẽ chuyển là 30 nhé, 30 này. Tiếp theo thì mình sẽ nhấn vào tiếp tục ở đây. Rồi đến bước này thì mình sẽ dán cái địa chỉ ví ở trên Whistle vào nhé, ở trên cái ví iWallet của Whistle ấy. Mình sẽ quay trở lại cái iWallet này. Đây, bạn quay trở lại iWallet rồi bạn sẽ sao chép cái địa chỉ ví này, nhấn sao chép. Tiếp theo thì bạn sẽ quay trở lại OneNote, bạn sẽ dán vào đây. Đúng không ạ? Rồi, sau đó thì bạn sẽ nhấn vào mục hoàn tất ở góc dưới bên phải này. Sau đó thì bạn sẽ nhấn vào xác nhận đây. Ở đây một lần nữa là mình sẽ xác nhận cái số lượng nhé và cái địa chỉ ví của mình này. Đó, mình sẽ nhấn vào gửi đây nhé. Và sẽ mất phí dịch vụ là 0,7 đô, 0,8 đô. Nó cũng khá là rẻ đâu, phí dịch vụ rất là rẻ. Và nhấn vào gửi. Chờ đến 1 đô bạn nhé. Rồi bạn chờ một lát. Tiếp theo đến cái bước này thì bạn sẽ thực hiện xác thực qua mã OTP này. Xác minh. Xác thực qua email mà bạn đã đăng ký ví Honor nhé. Bạn nhấn vào lấy mã OTP này thì cái mã sẽ được gửi về cái email mà bạn đã đăng ký ví OneUp. Đây, bạn vào bạn lấy mã đây. Rồi bạn nhấn sao chép. 950981. Nhấn dán vào đây. Đó, như vậy là mình đã xác thực thành công này. Rồi bạn sẽ nhấn vào gửi đây. Bạn chờ một lát để OneUp thực hiện giao dịch nhé. Đó, sau khi bạn chờ một lát thì giao dịch thành công này, vui lòng kiểm tra thêm thông tin. Trong lịch sử giao dịch thì bạn chờ khoảng 1 đến 2 phút thì cái lệnh chuyển nó sẽ thành công. Tức là khi mà bạn nhấn vào xem chi tiết ý, thì cái lệnh này nó vẫn đang chờ xử lý này, đang xử lý bạn nhé. Thì sẽ chuyển là 30 USDT qua cái ví iWallet của mình ở trên Whistle. Rồi bạn chờ khoảng 1 đến 2 phút nhé, bạn load lại thì cái lệnh này nó thành công này. Bây giờ mình sẽ quay trở lại ví iWallet trên Whistle để mình kiểm tra xem là đã nhận được 30 USDT hay chưa. Đó, và ngay lập tức thì rất là nhanh bạn nhé. Ngay lập tức thì mình đã nhận đủ 30 USDT này. 30 USDT đi. Đúng không ạ? Thì bây giờ để mua tốc. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn là nạp USDT từ những ví sàn khác qua ví iWallet ở trên Whistle nhé. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện là mua tốc để mình vào gói turbo quảng cáo. Để mua tốc ấy thì bạn sẽ nhấn vào mục C2C ở bên dưới này. Bạn cần phải mua qua cái đồng TUSD này. Đó, TUSD thì 1 TUSD nó có tương ứng với cả 1 đô nhé. Và bạn thể nhận thấy là cái giá tốc hiện tại mình làm video này là còn 0.27 thôi. Trong thời điểm này thì nó đang thấp nhé. Nên là bạn có thể vào cái gói quảng cáo để mình thuận lợi trong cái việc xây dựng kênh cũng như là thực hiện xây hệ thống ở trên Whistle. Bây giờ mua tốc thì bạn sẽ nhấn vào mục mua ở đây nhé. Nếu bán thì bạn sẽ nhấn vào mục bán này. Đó, thì ở đây mình sẽ phải mua cái đồng USD ở đây, TUSD, thì mình sẽ nhấn vào mua ở đây nhé. Nhưng mà bạn nhấn vào. Đến mức này thì bạn sẽ nhấn vào mục mua ở đây nhé. Sau đó thì bạn sẽ nhập số lượng mà mình muốn mua vào đây. Ví dụ như mình muốn mua là 28 này. 28 mà. Đó. Chọn USDT này.
Sau đây mình nhấn là xác nhận đặt hàng đây. Rồi đã đặt hàng thành công nhá, mình chờ. Thì một USDT đơn hàng đã hoàn thành, số đơn hàng này. Một USDT thì sẽ bằng một TUSD nhé, bởi vì tốc nó sẽ chuyển từ TUSD qua tốc này. Và sau khi mình đã mua xong thì mình sẽ quay trở lại. Rồi bạn sẽ nhấn lại vào cái mục trang chủ và xem mình nhận được chưa nhé. Đây bạn kéo xuống dưới này thì bạn sẽ nhận thấy là cái mình đã nhận được là 28 TUSD tương đương với cả 28 đô nhé. Rồi để mua tốc thì bạn sẽ nhấn lại vào cái phần C2C này. Tiếp theo thì bạn sẽ nhấn vào đổi đây nhé, đổi. Thì sẽ đổi từ TUSD qua tốc này. Đó, thì mình sẽ đổi đây là 28 đi. Đó, 28 thì mình sẽ được là 101 nhé. Đây thì mình sẽ nhấn vào xác nhận trao đổi đây. Đó, nhưng mà để mình đã trao đổi thành công nhé, mình đã có 100 tốc này, thì mình sẽ quay trở lại này. Quay trở lại phần trang chủ ở đây nhé. Đó, tốc của mình là đang có là 100.1 này và đang xấp xỉ là 28 đô. Đúng không ạ? Và hiện tại thì mình vẫn còn là 2 đô. 2 đô này thì mình sẽ chuyển đổi qua đậu để mình tặng quà livestream nhé. Đây. Thì sẵn đô này thì bạn để mua đậu thì bạn sẽ nhấn vào trao đổi nhanh ở đây này. Tại cái màn hình trang chủ ở trên iWallet nhé, nhưng mà trao đổi nhanh. Rồi tiếp theo thì mình sẽ mua đậu số lượng này. Đậu số lượng 1 đô ở đây. Hiện tại thì 1 đô đang có là 100 đậu nhé. Đó thì bạn có thể mua 1 đô. Đúng không ạ? Sau đó thì mình sẽ nhấn vào xác nhận giao dịch ở đây. Rồi bạn sẽ nhập mã này 2+5+7. Nhấn xác nhận. Như vậy là mình đã chuyển thành công nhé. Hiện tại thì mình đã có là 100 đậu để mình tặng quà livestream, để mình thực hiện nhiệm vụ ở trên Whistle như video trước mình đã hướng dẫn các bạn thực hiện tặng quà livestream đúng không ạ? Còn 1 đô này thì có thể là mình để lại nhé. Đó. Như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn chuyển USDT qua cái ví iWallet và mua đậu ở trên iWallet để bạn có thể sử dụng đậu và tặng quà trên các phiên livestream của những người bạn nhé. Và bây giờ để mua gói turbo quảng cáo thì bạn cần phải có tốc này, thì hiện tại thì mình đã có tốc rồi đúng không ạ? Thì bây giờ bạn cần phải chuyển tốc từ iWallet qua Linktu nhé. Để mà chuyển thì bạn sẽ nhấn vào đồng tốc ở đây này, nhấn vào đây, nhấn vào mũi tên này. Đó, sau đó thì sẽ có một cái chuyển khoản Linktu ở đây, bạn sẽ nhấn vào. Tiếp theo thì bạn sẽ nhấn vào cái số lượng tốc bạn muốn chuyển. Ở đây thì mình vào gói 100 tốc thì mình sẽ nhận được 100 thôi. Đó thì mình nhập 100 đồng tốc nhé. Sau đó thì mình sẽ nhấn vào xác nhận ở đây. Rồi bạn sẽ xác nhận cái phép tính này, 8 - 2 = 6. Tiếp theo bạn nhấn vào xác nhận đây. Đó, như vậy là mình đã rút thành công nhá. Thì bây giờ thì mình sẽ quay trở về cái Linktu này, bạn tắt đi. Đây thì bạn sẽ vào lại cái mục mà thông báo nhé. Trên Android là thông báo, còn trên iPhone thì là tin nhắn bạn nhé. Đó, bạn nhấn vào. Sau đây thì bạn sẽ nhấn vào Linktu ở đây này. Thì bạn sẽ nhận được cái số dư của mình. Đây là cái số dư của mình, vừa nãy là mình đang có 100 cái tốc nhé. Thì đây là tài khoản phụ của mình ấy, mình cũng không thực hiện nhiều cái nhiệm vụ hàng ngày nên là mình nhận được là 0.9 cái đồng tốc, là cái phần nhiệm vụ. Và nếu như bạn làm thì bạn cũng sẽ tích lũy được cái đồng tốc cho mình nhé. Ở đây để mua gói turbo thì bạn sẽ nhấn vào đổi turbo ở đây. Khi mà bạn đổi turbo thì bạn sẽ nhận được những quyền lợi là tiếp cận này, lượt tiếp cận cận cũng như là số lượng người theo dõi tăng lên nhé, bạn nhấn vào. Ở đây thì sẽ có những gói là turbo V18 hay turbo V16 và turbo V14. Thì ở đây thì mình sẽ vào gói turbo V14 bạn nhé. Đây, gói turbo V14 là bạn cần có 100 đến là 5.000 tốc này. Còn turbo V16 là bạn cần có 1.000 đến 10.000 tốc. Và turbo V18 thì bạn cần có là 5.000 đến 20.000 tốc. Thì ở đây với mỗi gói turbo khác nhau thì bạn sẽ có quyền lợi khác nhau. Ví dụ là số lượng lần lượt tiếp cận của turbo V18 là từ 60.000 đến cả 240.000 này, số lượt tăng người theo dõi tăng này từ 4.000 đến 30.000 này, và chu kỳ là 720 ngày. Và cái gói V16 thì chu kỳ là 360 ngày. Lượng tiếp cận đây nó thấp hơn một chút nhé, bởi vì mình đầu tư ít hơn thì nó sẽ ít hơn thôi. Đây,
Số lượt tiếp cận của V14 là từ 1.200 đến 60.000 và lượt theo dõi là từ 80 đến 7.500 và chu kỳ là 180 ngày. Là 6 tháng bạn nhé. Đây thì mình sẽ nhấn vào đổi ngay đây. Đó thì mình sẽ nhấn là 100. Mình có 100 thôi thì mình sẽ nhận 100 nhé. Sau đó thì mình sẽ nhấn vào đổi này. Đó, như vậy là mình đã đổi thành công nhé. Thì bạn sẽ quay trở ra. Quay trở ra ở đây thì nó sẽ mất đi nhé. Nó sẽ mất này, nó trừ luôn của mình luôn. Và bên dưới này thì sẽ có trung tâm thu nhập này. Turbo đang tiến hành nhé, bạn sẽ nhấn vào. Thì bạn có thể nhận thấy là mình đang vào gói Turbo V14 này đúng không ạ? Và mỗi ngày thì mình sẽ nhận được là 0.88 cái đồng tốc. Và tổng sản lượng sau 6 tháng, sau 180 ngày thì mình sẽ nhận được là 135.01 đồng tốc. Mình đầu tư vào 100 thì sau 6 tháng thì mình sẽ nhận về là 135.01 đồng tốc. Và hiện tại thì giá tốc trong video mình làm video này nó khá là rẻ luôn. Và mình tin chắc rằng trong thời gian tương lai thì cái giá của nó sẽ tăng lên rất là mạnh nhé. Turbo hoàn thành thì mình chưa có gói nào cả. Đó. Thì đây thì mình sẽ quay trở lại cái iWallet để mình cho bạn xem cái giá tốc hiện tại này. Bạn nhấn vào cái mục C2C để bạn thấy giá tốc hiện tại nhé. Giá tốc hiện tại một tốc đang là 0.275. Khi mà bạn vào gói quảng cáo thì đồng tốc của bạn vẫn được giữ nguyên nhé. Ngoài ra thì bạn còn được thêm lãi nữa. Và bạn sẽ tăng được cái lượng follow cũng như là người follow, theo dõi bạn ở trên cái tài khoản của bạn trên Whistle. Thì sau này thì bạn sẽ xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên đây cũng như là bán hàng trên này, nó rất là dễ bởi vì đây là một nền tảng mạng xã hội mới và có tích hợp blockchain ở trên này. Đây nhé, mình sẽ vào trang chủ để cho các bạn thấy là những cái tài khoản ở trên Whistle này. Đây, những tài khoản này có những tài khoản rất là nhiều người theo dõi luôn. Đây, 55.000 người theo dõi nhé. Để mà xây dựng được một cái kênh TikTok ấy, thì bạn cũng phải mất khá nhiều thời gian đúng không? 49,9 này. Đó, và hiện tại thì đây là một cái nền tảng mà bạn xây dựng thương hiệu cá nhân rất là dễ. Rất là dễ để các bạn được làm chủ trên cái nền tảng này này, 35,5 này. Và nền tảng này cũng mới ra được có vài tháng thôi. Tuy nhiên là rất nhiều người đang hoạt động rất là mạnh ở trên này. Đó, thì hiện tại thì các bạn mới, nền tảng mới nên là các bạn làm rất dễ. Nó cũng giống như ở TikTok và Facebook đời đầu thôi. Đó, thì video hướng dẫn đăng ký và xác minh tài khoản này thì mình cũng để bên dưới phần mô tả của video. Nếu như bạn chưa sử dụng mạng xã hội Whistle này thì bạn hãy đăng ký theo link mình để bên dưới phần mô tả của video nhé. Và video ngày hôm nay của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Và đây là tài khoản của mình nhé. Thì bạn có thể kết bạn với mình nhé. Thì cái mạng ID này mình để bên dưới phần mô tả của video. Thì các bạn hãy tìm đến rồi kết bạn với mình ở trên Whistle nhé. Báo với điện thoại Android. Với điện thoại iPhone thì sẽ là một tin nhắn. Sau đó thì bạn sẽ nhấn vào dấu cộng ở góc trên bên phải này. Tiếp theo thì bạn sẽ nhấn thêm bạn này. Sau đó thì bạn sẽ dán cái ID của mình vào, rồi bạn sẽ nhấn tìm kiếm. Thì đây là ra cái tài khoản của mình, rồi bạn sẽ nhấn thêm bạn đây nhé. Video này của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Nếu như bạn có góp ý thắc mắc thì bạn để bên dưới phần bình luận của video. Bạn thấy video hữu ích hãy cho mình một like video, chia sẻ video cho nhiều người cùng biết tới. Và đừng quên cho mình xin một nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.